Xin chào tất cả các bạn nha, đã đến với kênh của Tiến nha. Thì hôm nay Tiến xin quay một cái đoạn video để hướng dẫn mọi người cái cách để chúng ta ngắt chèo cho cái hoa cúc pha lê ở cái giai đoạn thì cây đã được 90 ngày tuổi rồi nha. Thì hôm nay mình xin dẫn mọi người tham quan cái vườn hoa cúc pha lê của gia đình Tiến. Thì cũng đã tới cái giai đoạn là ngắt chèo, thì cũng ở đây thì cũng là làng hoa, thì cũng nhờ các anh chị, các chị ở gần đây thì lại đặt cái chèo cho cái hoa cúc pha lê của nhà Tiến, thì cũng giải quyết được cái tạo được cái được gọi là cái thu nhập thêm cho mọi người dân ở đây. Thì vào cái dịp hoa Tết này, chúng ta cùng nhau quan sát cái cách đặt, cái cách ngắt cái những cái chèo con để giúp cho cái hoa chính của cái hoa lê nó phát triển tốt, và chúng ta cách ngắt như thế nào là đúng và hiệu quả. Thì Tiến xin mọi người chúng ta theo dõi cái đoạn clip sau đây nha. Đây thì cái cúc pha lê của chúng ta ở giai đoạn 90 ngày rồi nha. Thì bắt đầu cái nụ nè, chúng ta có thể thấy nè, nụ đó bắt đầu có những cái chèo, một nụ chính, và xung quanh nụ chính thì có những cái nụ con nè, đó. Thì chúng ta ngắt đơn giản thôi. Đó. Thì chúng ta cẩn thận lưu ý chúng ta lỡ gãy cái bông chính nha. Thì cái này tại Tiến thì đã làm quen rồi đó. Chúng ta lật cái đơn giản thôi. Đây là cái cúc pha lê nha. Thì chúng ta cùng nhau quan sát cái vườn hoa của Tiến nha. Đó. Thì đây là cái nguyên của cái này là cái dụng cụ những cái dù mà gia đình Tiến đã chuẩn bị sẵn để chúng ta che nắng cho cái chị lật cái chèo để không có bị nắng. Đó, thì chúng ta cùng nhau quan sát thực tế nha. Thì đây đã bắt đầu tiến hành ngắt những cái chèo hoa vào cái buổi sáng sớm để chúng ta tiến hành cho nó mát. Đây thì chúng ta cùng nhau quan sát cái cách lật cái chèo của cái hoa cúc pha lê nha. Những cái này nó đỡ lặt hơn cái thằng cúc Đài Loan này phải ta? Dạ. Để chúng ta lật như thế này nha, lật chú ý kỹ nha, nè, chúng ta lãi nè, đó, tại cái này tiếng một tay nha, lãi như thế này, đó, chúng ta lãi cực kỳ dễ, và sau đó chúng ta lãi những cái chèo nè, những cái chèo phía dưới nè, đó, nó có những cái chèo ở phía dưới nè, thì chúng ta sẽ lãi luôn nha, đó, đó, như thế, thì đây là toàn bộ cái vườn hoa cúc của vườn nhà Tiến để phục vụ cho Tết 2021 nha. Thì đây là những cái dù đã chuẩn bị sẵn sàng khi mà nắng buổi trưa nó lên, nắng lên thì chúng ta có những cái dù như này chúng ta che mát cho những cái chị mà lật cái chèo của hoa cúc chúng ta. Đây thì đó, chúng ta dù nhà Tiến đã chuẩn bị sẵn hết. Ngoài nón nha, chúng ta có những cái dù lớn luôn. Đó. Đây là vào buổi sáng sớm nha, sáng sớm thì chúng ta đã tiến hành lặt những cái nụ cúc cho những sáng sớm chúng ta. Đó, thì đây là toàn bộ cái vườn hoa cúc của vườn nhà Tiến. Thì
Cái vườn nhà cúc của Thôi Tiến á, thì nó nằm ở vị trí là xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Thì ai có nhu cầu tham quan vườn thì cứ liên hệ với số địa chỉ và số điện thoại của Tiến là 0988 740 760. Dạ, hoặc là liên hệ với số điện thoại thứ hai của Tiến 0978 248 281. Và chúng ta có thể tham gia ở tận vườn ở xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, để chúng ta giao lưu hoa với nhau, hoặc là chọn những chậu hoa đẹp nhất về nhà chúng ta trưng, hoặc là chúng ta liên hệ với Tiến để chúng ta nhận hoa, để chúng ta tiến hành tạo thêm cái thu nhập lợi nhuận khi mà chúng ta bán hoa Tết. Thì hôm nay tiến hành giai đoạn 90 ngày nha, thì chúng ta tiến hành đặt những cái chèo hoa. Đi qua thọ đây. Thì đây là toàn bộ cái vườn hoa cúc pha lê vườn nhà Tiến, thì cũng rất hân hạnh để chào đón mọi người đến tham quan cái vườn hoa này, cũng như là chúng ta có nhu cầu mua hoa tận vườn để chúng ta kinh doanh lại thì nhanh chóng đến vườn hoặc là liên hệ với số điện thoại của Tiến là 0988 740 760 hoặc là 0978 248 281. Vị trí của vườn là ở xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, để chúng ta chọn được những cái chậu hoa đẹp và ưng ý nhất cho chúng ta về trưng Tết 2021. Và bên này thì cái vườn vạn thọ của Tiến nè, vườn vạn thọ của Tiến nha, thì là ương vào cái ngày là 24 tháng 10 âm lịch, thì hôm nay cũng đã được gần 1 tháng rồi. 24 thì bữa nay gọi là 20 tháng 11 rồi, thì hiện tại cũng gần được 1 tháng rồi. Cái này là cái vạn thọ mai nha. Vạn thọ mai thì cái cách xử lý của Tiến á, thì nó hơi khác so với mọi người. Thì tức là vạn thọ mai của Tiến á, thì đợi cây ra nụ thì Tiến ngắt nụ thôi. Nhà Tiến đợi ra nụ thì ngắt nụ. Thì Tiến sẽ làm những cái video riêng dành cho cái hoa vạn thọ và hoa vạn thọ mai này, để hướng dẫn chúng ta cách ngắt chèo, cách ngắt đọt, ngắt cơi, xử lý cho nó ra hoa đúng vào dịp Tết, và có những cái tàn cực kỳ đẹp và đều theo những cái kỹ thuật riêng mà nhà Tiến đã trồng cũng khoảng 10 năm nay rồi. Đó, thì đây là cái vườn hoa vạn thọ, đây là vạn thọ mai, thì đã được gần 1 tháng nha. Thì đã bắt đầu dàn trải đều những cái chậu hoa ra rồi, thì cho nó tạo những cái không gian thoáng thoáng giúp cung cấp ánh sáng và thoáng bệnh nha. Thì đây là những cái vạn thọ mai nè, và chúng ta đi vào trong này thì cái vạn thọ pháp lùng đây, vạn thọ pháp lùng thì trồng chung một ngày, cũng ương vào cái ngày 24, cũng ương vào ngày 24 nha. Đây thì chúng ta đã được gần 1 tháng nha, gần 1 tháng tuổi thì chúng ta đã được một cặp lá, hai cặp lá, ba cặp lá, bốn cặp lá, năm cặp lá. Thì chúng ta đã chuẩn bị ngắt chèo, chuẩn bị ngắt cây ngọn đầu tiên. Thì chúng ta phải quan sát nè. Đầu tiên chúng ta quan sát kỹ nè, các cái chèo con nó đã ra hết rồi nè. Đó, mỗi cặp lá là 2 chèo hết. Cây gần 1 tháng nha, bữa nay 20 tháng 11 âm lịch. Đó. Thì đây là cái vạn thọ pháp lùng nha. Đó. Thì nhà Tiến đã tiến hành trải những cái trải đều, rải đều những cái chậu ra hết rồi, thẳng tắp thẳng một hàng nha.
cho nó đúng cái nhìn vô nó có chú ý cái nét thẩm mỹ chút xíu thì nhìn cho nó đẹp để chúng ta dễ chăm sóc và dễ đây là cái chậu có 4 cây. Thì cũng như những cái clip trước á, tại sao có 4 cây thì đôi khi nó bệnh, cây nó bệnh hoặc là cây bị sâu ăn kém phát triển gì đó thì chúng ta sẽ bứng những cái cây này, bứng những cái cây chừa này nè, chúng ta sẽ cấy vào những cái chậu đó để chúng ta cái cây chúng ta khỏe và ăn kịp phân và kịp phát triển cùng với hai cây sống còn lại đó. Thì cái giai đoạn này của vạn thọ thì rất dễ bị cái bệnh héo xanh nha, vạn thọ rất dễ bị bệnh héo xanh, chúng ta nên phun ngừa thuốc dùm tiếng nha. Đó, rất dễ bị bệnh héo xanh, trên chúng ta phun ngừa thuốc, bên dưới thì chúng ta cũng xử lý thuốc để xử lý giá thể cực kỳ tốt. Thì trước khi cái này á, thì Tiến đã xử lý giá thể trước nó một lần rồi, nhưng chúng ta ví dụ chúng ta bón phân cử 1, chúng ta xử lý giá thể thêm một lần nữa, bón phân cử 2 chúng ta không có sử dụng thuốc đó, bón phân cử thứ 3 thì chúng ta sử dụng kèm theo cái nhẹ xử lý giá thể để giúp cho bộ rễ của cây phát triển khỏe và nó không bị ảnh hưởng bởi những cái nấm bệnh mà chúng ta đã xử lý sạch sẽ rồi, thì cây sẽ phát triển khỏe mạnh an toàn. Đó, đây là toàn bộ cái vườn hoa vạn thọ của nhà Tiến để phục vụ cho cái Tết 2021 nha. Đó. Thì bên phía xa xa này thì đây chúng ta có thể quan sát toàn bộ cái vườn hoa cúc pha lê của nhà Tiến nha. Thì đang tiến hành đã ngắt chèo đây. Đó. Thì đây là cái đoạn video để giúp cho chúng ta biết được cái ngày chính xác và cái nụ như thế nào là do cúp hoa lê của chúng ta cho kịp Tết. Thì tiến hành hiện nay được 3 tháng rồi, chúng ta tiến hành chúng ta ngắt chèo để giúp cho cái hoa chính của nó phát triển tốt hơn và cho giúp cho toàn bộ cái cây cung cấp dinh dưỡng chủ yếu vào cái nụ chính, giúp cho nụ chính to ra và phục vụ thị trường Tết cực kỳ đẹp và đúng Tết. Đó, đây là cái đoạn video hướng dẫn mình cái giai đoạn nào, tức là giai đoạn 90 ngày thì cái nụ hoa cúc pha lê nó như thế nào là nó kịp Tết, và chúng ta tiến hành lặt những cái chèo con, những cái nụ hoa con kế bên chính xác và giúp cho hoa chúng ta nở kịp Tết. Đó, thì đây là bên cạnh vườn hoa cúc thì đây là cái vạn thọ Mai và vạn thọ Pháp. Thì Tiến sẽ làm một cái đoạn video riêng để hướng dẫn mình về cái cách ngắt cây ngọn đầu tiên cùng với xử lý thuốc như thế nào trước khi chúng ta ngắt cây ngọn để giúp cho cái ngọn của nó kéo dài lên một chút, để giúp cho chúng ta xử lý ngắt cây ngọn đầu tiên cực kỳ dễ và cây chúng ta cực kỳ khỏe mạnh, không bị nấm bệnh gì cả. Đó, Tiến cũng xin trân trọng cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe cái đoạn video này. Thì Tiến cũng xin kính chúc mọi người có một vụ hoa Tết, một vụ hoa xuân thành công, thắng lợi và chiến thắng nha. Tiến xin trân trọng cảm ơn và kính chào.